Chúc mừng anh Hiếu hôm qua đã tìm lại chính mình thành công nhé. Mới có một trận thôi, còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mọi người ạ. Còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lại có Thái chơi. Có Thái, ra có Thái giao lưu. Chiến có đánh Rio không? Chiến có đánh Rio không? Đánh cho bàn vào cho nó đỡ mệt đầu. Mai đánh tiếp. Chia sẻ hơn 15 nhóm rồi, ok. Cảm ơn Trần Văn Đức nhá, cảm ơn Trường nhá. Tìm lại được chưa bạn á, tìm lại thì mới tìm được một lửa thôi. Còn phải tìm lại nhiều nữa. Anh em có sao rơi tặng cho mình nhá. Kiếm tiền mua cái bỉm cho thằng Te gì cái. Chung kết anh có đánh không hả? Nhà vợ đẻ với anh á, anh chưa biết được, phải để xem á. Nếu mà vợ anh mà đẻ, lịch đẻ của vợ anh là 14 tháng 11, chung kết là mùng 8. Phải để xem bây giờ đẻ như nào đã, cái đấy mình không quyết được. Lần trước ông cúc tặng vợ, lần này ông cúc tặng con. Jit. Hai mươi bạn là giải tán luôn. Chém solo mình đứng solo mình anh em ạ. Không sao, anh gấu lo, anh gấu lo phần đây, anh gấu lên, anh gấu phải ép thằng Omen, anh gấu không vào hộ rừng được chiến được. Dịch. Thằng nào láo xuống xuống xuống, gấu xuống, gấu xuống, gấu xuống, gấu xuống, tốc biến qua đây, giết 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 nè, nó tốc biến được kìa. Cái cái mẹ gì vậy? Bọn này chơi game mẹ quái vật à? Thằng Moren này quái vật à? Xuống kìa, nó xuống kìa. À đây support nó xuống. À đây top xuống kìa. Anh gấu xuống, anh gấu xuống ai? Giết ra đây đó, giết ra đây đó. Còn xong mẹ anh rồi. Mẹ hết chiêu kìa. Phải đánh nhau ngáo thế. Lên rơi không? Lên rơi anh hộ cho này. Thằng AD nó về rồi. Anh mất mẹ tên lính hả? Mình mất 4 tên lính, 3 tên lính rồi đấy. Mẹ đéo hiểu. 3 tên lính rồi. À, tôi phải farm thôi, phải farm thôi. Thanks.
Mít kia, mít kia. Ui, bật lo anh xuống. Anh xuống chết ơi. Nope. Ui. Hỏng rồi, hỏng rồi, ôm em xuống là anh gấu chết. Định tốc biến lên chơi nó luôn đấy mà thằng quân đờ lao từ đâu đến. Anh chậm chậm lại nha anh em, vẻ nãy giờ mình bỏ lính hơi nhiều. Bỏ đi cũng được, anh hết máu rồi. Không còn giọt máu à. Vẻ nãy giờ đi đánh nhau bỏ mấy tên lính rồi đấy. Anh em đánh nhau chậm chậm lại cho gấu farm một tí nào, xin một lúc farm thôi. Ok ok Puri ơi, ok Puri ơi. Puri thì việc lao xuống thôi, còn đây anh cấu chém hết cho à. Bạn bị kinh rồi. Xuống rồi, nhau xuống rồi, nhau. Chiu chiu, giết. Không được rồi, không được rồi, thì phải thằng team có 5 thằng liền. Đẩy mít nhanh, đẩy mít nhanh, đẩy mít nhanh. Chiến ơi. Bắn được đâu, không bắn được đâu. Dám solo với anh à, dám solo với anh à, huyệt thoại ngay. Huyệt thoại rồi, huyệt thoại rồi, huyệt thoại rồi. Chiến ơi, Chiến ơi, bình tĩnh Chiến ơi. Anh cậu không có chiêu. Mày thấy có thằng nào như anh không? Ulti cho Chiến để Chiến thì về giết người. Mày một thằng anh tốt. Not bad, not bad. Hello, hello anh em nhá. Ba cân năm là hỏng nhá, ba cân năm là hỏng nhá. Đây là ai? Bây giờ mới đến lúc giết đây là ai? Giết. Bút bẩn hỏi chấm. Nãy tao vui bút bẩn rồi. Hãy chạy anh gấu mẹ đâu, anh gấu chém cháy như thế. Chấp nó 8 stack chém gần chết đi à. Đợi tí là có tốc biến. Để xem là Moren sống cái gì. Chơi không Chiến? Từ từ cho nó farm đi á.
đấy. Ờ kìa. Ra mít rồi. Vào rừng không? Vào rừng. Đấy đi, đi sau lính. Đây ai đây? Ui, đéo tới kìa. Mất mẹ tốc biến rồi. Nghĩ vào đây mình tốc biến là tới tầm ulti cơ. Xong rồi. Ăn cái công, câu cho anh em ăn cái công đấy. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nó có tốc biến, nó có tốc biến. Anh vừa bị mất tốc biến rồi. Mẹ không anh giết thằng Quip rồi. Bori ơi. Ui. Chuẩn bị làm phát cân lâm này. Anh hồi tốc biến rồi. Anh mới chiến ở bên dưới. Anh mới chiến đi anh nhau. Mẹ cày thế nhở. Mà nó chạm người mình phát gần chết rồi. Đẹp tốt đây anh em. Tôi đẩy bot. Anh đẩy bot áp lực. Nhà kia. Phanh gì ấy? Giết chứ còn gì nữa? Chiến đam to đấy. Dòng này là phải nhường đó. Chết rồi. Ulti cho Bùi ơi. Tuần sau. Mẹ vừa hồi được tí máu chứ. Để hồi mana đi. Bố lúc nào nói kìa. Từ từ, anh đẩy lính đi đã. Ui ơi, chuẩn bị đây. Đánh nhau biết này.
Giết! Năm giây. Trời ơi. Anh em thấy bay vào quả mẹ nhiều sát thương không? Anh. Cái gì? Lừa. Xong mất mạng luôn.